Xin chào thầy cô. Ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với các thầy cô về một cái phương pháp ghi chép bằng sơ đồ tư duy. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái sơ đồ tư duy này để thay thế cho PowerPoint khi giảng dạy. Đồng thời thì chúng ta cũng có thể giao bài tập cho học sinh để học sinh chủ động tổng hợp lại kiến thức đã được học ở trên lớp. Và cái website ấy có tên là Winseco. Đây là một website mà trước đó em đã làm một cái video chia sẻ với các thầy cô rồi. Và nó là một cái website hoàn toàn miễn phí cho cả giáo viên và cho cả học sinh nữa. Hiện tại thì em có đang nghiêng niềng răng, cho nên là phát âm đôi lúc nó sẽ hơi bị ngọng. Mong thầy cô sẽ thông cảm cho em ha. Rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu làm một cái sơ đồ tư duy. Trên đây thì em có demo cho các thầy cô về một cái sơ đồ tư duy mẫu mà em đã làm. Thì em nhận được rất nhiều cái sự quan tâm từ các thầy cô về cái sơ đồ tư duy này. Cho nên ngày hôm nay em sẽ làm một cái video chi tiết hơn để mà hướng dẫn cho thầy cô cách làm một cách sinh động và thu hút. Rồi, đầu tiên để mà tạo được một cái sơ đồ tư duy như thế này thì chúng ta sẽ truy cập vào website có tên là whimsical.com. Khi mà mở trang chủ ra thì thầy cô sẽ thấy hiện lên một cái giao diện trông như thế này. Và để mà tạo được một cái sơ đồ tư duy như vậy, chúng ta sẽ bấm vào mục New Flowchart. Chúng ta sẽ đặt tên cho cái mind map, cho cái sơ đồ tư duy của mình. Như ở đây em có đặt tên là ông hai làng. Và để tạo nên một cái hình ảnh đại diện cho cái sơ đồ tư duy của mình thì thầy cô có thể truy cập vào website có tên là flaticon.com. Ở đây thì chúng ta sẽ search theo cái từ khóa mà mình mong muốn. Ví dụ em search về một ông lão thì chúng ta sẽ search cái từ old hoặc là từ man thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta. Và chúng ta bấm vào hình ảnh đó và copy, sau đó quay trở về cái sơ đồ tư duy của mình và paste lại thôi. Tức là chúng ta không cần phải tải về đâu, chúng ta chỉ cần copy và paste thì nó sẽ có được một hình ảnh tương tự như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạo nên những cái ô để mà đặt tiêu đề chính cho cái sơ đồ tư duy của mình. Mình sẽ đặt cái tiêu đề đầu tiên là ở nơi tản cư. Ở đây thì chúng ta hoàn toàn có thể kéo thả cho nó phù hợp với kích cỡ mà mình mong muốn. Rồi, chúng ta sẽ tạo thêm một cái nữa. Tiêu đề thứ hai là khi nghe tin làng theo dọc. Và tiêu đề thứ ba, đó là khi nghe tin là cải chính. Rồi, như vậy là chúng ta đã tạo xong ba cái tiêu đề chính cho cái phần sơ đồ tư duy của mình. Bây giờ chúng ta sẽ muốn bổ đổi màu thì thầy cô sẽ bấm vào cái hình tròn chọn color. Tại đây thì thầy cô có thể chọn rất nhiều những cái màu sắc khác nhau mà mình mong muốn. Rồi chúng ta sẽ bấm có ba mục, một là màu nguyên bản, hai là màu outline và ba là sẽ có cái đường viền nét đất. Thì ở đây em sẽ chọn cái outline để nó hiện ra một cái ảnh đẹp mắt như thế này. Và bây giờ chúng ta muốn liên kết với những cái ô mà mình vừa tạo với cái hình ảnh ban đầu thì chúng ta sẽ kéo vào cái hình mũi tên để mà nối hai cái hình ảnh này lại với nhau. Chúng ta có thể tắt cái mũi tên này đi. Tương tự như vậy, với cái ô thứ hai thì chúng ta cũng sẽ kéo thả cái mũi tên. Và chúng ta cũng có thể tắt cái mũi tên này đi. Ở đây có một cái rất là hay là chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cái định dạng của cái mũi đường mũi tên đó. Thay vì chúng ta không thích đường thẳng thì chúng ta có thể làm một cái đường cong. Thì cái phần sơ đồ tư duy của mình nó sẽ mềm mại hơn và uyển chuyển hơn. Rồi. Trên đây thì thầy cô sẽ phát hiện ra có một cái vấn đề là cái đường mũi tên nó đang đè lên hình ảnh thì trông nó sẽ không được đẹp mắt. Bây giờ thì mình muốn che cái mũi tên đó đi thì thầy cô sẽ bấm vào hình ảnh.
Sau đó chúng ta chọn cái dấu hai chấm và chọn Bring to Front, thì hình ảnh của chúng ta nó đã được đưa lên trên đầu như thế này. Vì cái mũi tên ở phía sau nó sẽ bị che đi, trông nó sẽ đẹp mắt hơn. Tương tự với cái mục này, chúng ta cũng sẽ tạo nên một cái mũi tên như vậy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào từng cái nội dung chi tiết. Thì chúng ta sẽ chỉ cần bấm vào cái ô mà mình đã vừa tạo. Thì nó sẽ hiện ra những cái mục kiểu là những cái ô nhỏ hơn ở bên tay trái, tay phải hay là ở phía trên, phía dưới. Thì ở đây em sẽ tạo thêm một cái ô ở bên tay phải. Mình sẽ tạo ba cái ô liên tiếp nhau như vậy. Ở đây thì chúng ta hoàn toàn có thể đổi màu và đổi cái định dạng của cái ô đó. Ví dụ em muốn đổi màu trắng và outline thì nó sẽ hiện ra như thế này. Tương tự, ở cái cột bên dưới thì chúng ta cũng sẽ tạo ra những cái ô ở bên tay phải như vậy. Rồi, sau khi mà chúng ta đã tạo xong được những cái ô trong cái phần flowchart như thế này rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu điền những cái thông tin cụ thể ở trong từng cái ô đó. Để mà làm rõ cái tình cảm của ông hai đối với làng quê và đối với đất nước, thì chúng ta sẽ có ba ý. Đầu tiên là ông bắt đầu nhớ về những ngày tháng tham gia kháng chiến cùng với anh em hồi mà ông còn ở làng Chợ Dầu. Rồi ý thứ hai, không chỉ nhớ về những ngày tham gia kháng chiến cùng với anh em mà ông hai còn rất nhớ làng của mình nữa, được thể hiện qua cái câu: "Cha ơi, ông đã nhớ làng, nhớ cái làng của mình quá." Và chúng ta biết rằng cái niềm vui lúc này của ông hai khi mà ở nơi đàn cư đó là hàng ngày đi đến phòng thông tin để nghe tin tức thời sự kháng chiến. Đó là cái niềm vui của một người nông dân biết gắn bó cái vận mệnh, biết gắn bó cái tình cảm của mình với vận mệnh của toàn dân tộc, là cái niềm vui của một tấm lòng yêu nước mộc mạc và chân thành. Thôi, chúng ta đã vừa điền xong tất cả những cái thông tin ở trong những cái mục như vậy. Bây giờ thì chúng ta cần có một cái phần kết luận. Sau khi mà phân tích xong hết tất cả những ý trên thì chúng ta sẽ cần có một cái kết luận ở bên tay phải. Thì mình có thể tạo nên một cái ô như thế này. Sau đó thì mình sẽ điền cái chữ vào đó. Nó sẽ là một cái ý tổng kết lại toàn bộ ý mà mình vừa phân tích ở trên. Ở trên Whimsical thì nó có một cái nhược điểm, đó là nó chỉ có một phông chữ duy nhất thôi.
Nhưng hiện tại thì em thấy là nó chỉ có duy nhất một cái phông chữ thôi á, chứ còn các phông chữ khác mình muốn thay đổi thì nó hiện tại là chưa có. Thì em sẽ tự tìm hiểu thêm xem là có cách nào khác để mình thay đổi cái phông chữ có sẵn ở trên GreenSQL không. Bởi vì khi mà chúng ta viết cái từ tiếng Việt có dấu thì cái phông chữ này nó sẽ bị lỗi. Một số từ nó sẽ bị lỗi ở cái kích cỡ, có từ cao, có từ thấp, có từ to, có từ nhỏ. Nên là nó sẽ không được đồng đều cho lắm. Tuy nhiên thì cái hạn chế này chúng ta có thể khắc phục được, nó không ảnh hưởng quá lớn đến cái phần sơ đồ tư duy của chúng ta. Và tại VimSQL ở bên dưới thì cô có thấy cái mục phần trăm, chúng ta hoàn toàn có thể phóng to và thu nhỏ tùy theo ý thích của mình. Thì đây, quay trở lại với cái sơ đồ tư duy mà em đã làm mẫu, thì khi mà chúng ta đã làm xong hết tất cả như thế này thì mình sẽ tạo được một cái phần sơ đồ tư duy vô cùng đẹp mắt để mà thay thế cho một cái bài giảng PowerPoint dạy cho học sinh. Ở đây thì em muốn tìm thêm những cái icon minh họa. Ví dụ như chúng ta sẽ đi tìm cái icon là ông hai đi nghe tin tức thời sự kháng chiến, thì mình sẽ tìm một cái từ khóa liên quan là read news, có nghĩa là đọc báo. Thì em sẽ chọn cái hình ảnh này. Sau đó thì chúng ta cũng chỉ copy thôi, copy cái hình ảnh, sau đó thì paste lại vào cái trang sơ đồ tư duy mà mình vừa mới tạo. Rồi chúng ta cũng có thể phóng to và thu nhỏ thì theo ý thích của mình nữa. Rồi, tiếp theo là để tìm một cái hình ảnh minh họa cho cái tình cảm của ông hai về làng quê của mình, thì em sẽ tìm một cái từ khóa liên quan đến farm, tức là nông dân, để xem là có một hình ảnh nào phù hợp cho mình đưa vào cái phần sơ đồ tư duy không ha. Ồ, em thấy có một cái hình cái cây nhìn nó rất là đẹp mắt lắm, nên là chúng ta có thể sử dụng hình cái cây này để làm hình ảnh minh họa cho cái sơ đồ tư duy của mình. Ở sơ đồ tư duy này, nếu mà chúng ta muốn chia sẻ với học sinh hay là học sinh muốn nộp bài cho giáo viên thì chúng ta có thể chọn cái tính năng là share, và chúng ta sẽ điền cái địa chỉ email của người mà mình muốn chia sẻ. Sau đó thì chúng ta sẽ gửi cho họ cái đường link này, thì họ hoàn toàn có thể truy cập vào cái đường link sơ đồ tư duy mà mình đã làm, và sẽ có ba cái chế độ viewer, comment và editor. Viewer là chỉ xem, comment có nghĩa là có thể bình luận và nhận xét được. Còn editor là thầy cô hoàn toàn có thể chỉnh sửa trên cái sơ đồ tư duy mà học sinh đã làm. Và sau khi mà chúng ta đã chọn người chia sẻ rồi thì chúng ta sẽ gửi cho họ một cái thông báo là send invitation. Ở đây thì chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa cái quyền của họ. Họ có thể xem thôi, can view, can comment, can edit, hoặc là chúng ta không thích thì chúng ta sẽ remove họ ra, thì họ sẽ không xem được cái trang này của mình nữa. Em sẽ lấy ví dụ, vừa rồi là chúng ta là cách làm cho mình để dạy học sinh, còn ngoài ra thì em còn có một cách nữa là giao bài tập cho học sinh làm. Và đây là một cái sơ đồ tư duy mà học sinh đã làm và gửi bài tập cho em, và em cảm thấy rất là bất ngờ trước cái sự sáng tạo của học sinh. Cho nên là cái web SimSQL này nó không chỉ giúp ích cho giáo viên đâu, mà còn giúp ích nhiều cho học sinh của mình nữa.